Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong video học từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một chủ đề về trường học. Đây chính là chủ đề về các cái động từ chúng ta dùng ở trong trường học. Tức là khi chúng ta đến trường học thì chúng ta thường làm những cái hành động gì đấy. Và ở trong video lần này, chúng ta sẽ học từ vựng, học ngữ nghĩa, học cách phiên âm cũng như là cách phát âm chuẩn quốc tế của các cái từ vựng này. À, ngoài ra thì chúng ta cũng làm quen với một cái phương pháp học tiếng Anh nhớ cái từ vựng tiếng Anh rất là nhanh thuộc và nhớ rất là lâu. Và mình mong các bạn hãy sắp xếp thời gian cùng mình học hết video lần này. Đầu tiên ấy thì các cái động từ dùng trong trường học sẽ được nói như sau. School verbs. School verbs. School verbs. School verbs. School verbs. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là liên quan đến một hành động khi giáo viên hỏi chúng ta và chúng ta biết chúng ta trả lời thì chúng ta phải giơ tay lên để xin trả lời. Và hành động giơ tay lên ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Raise, 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 raise. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là chạm. Ví dụ như là chúng ta chạm tay vào bạn một bên khi bạn một bên đang viết thì không hay lắm đúng không? Và từ chạm ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Touch. Touch, 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 touch. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là từ xóa. Chúng ta có thể lấy cục tẩy chúng ta xóa cái nét của chúng ta đã viết hoặc là cô giáo xóa cái bảng của cô giáo ấy. Và hành động xóa trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Erase. Erase, 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 erase. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là hành động đọc. Cô giáo, ví dụ như cô giáo chúng ta bắt đọc thuộc từ mới hoặc là bắt đọc một cái bài văn nào đấy thì hành động đọc ở trong tiếng Anh sẽ được nói như sau. Read, 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 read. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là đóng. Ví dụ như chúng ta đóng cửa. Và hành động đóng ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Close, 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 close. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là nghe. Tức là cô giáo giảng bài chúng ta phải lắng nghe hoặc là khi học tiếng Anh thì cô giáo hay bật băng thì chúng ta nghe đấy. Và hành động nghe ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Listen, 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 listen. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ video giúp mình nhé. Vì nó là hoàn toàn miễn phí và các bạn chỉ mất một vài thao tác tay rất là đơn giản, một vài cú kích chuột thôi. Và khi các bạn học từ vựng tiếng Anh ở trên kênh video của mình ấy, thì các bạn hãy để ý đến màn hình mình đã lấy hình ảnh minh họa của từ vựng. Mình cũng ghi từ vựng ra và ghi cái ý nghĩa, cái cách phiên âm của từ vựng. Và khi mình phát âm ấy, thì các bạn phải cố gắng kết hợp được hai cái giác quan cho mình. Cái thứ nhất là mắt, cái thứ hai là miệng. Mắt thì các bạn phải nhìn vào hình ảnh, nhìn vào từ ngữ, nhìn vào cách phiên âm, nhìn vào cái ý nghĩa của từ vựng. Còn cái miệng ấy thì các bạn phải phát âm lại theo cái cách phát âm của mình. Khi mà các bạn kết hợp được cái mắt và cái miệng làm như vậy ấy, thì sẽ giúp cái từ vựng nhớ được vào trong cái tiềm thức của các bạn. Và như vậy thì sẽ giúp các bạn nhớ từ vựng nhanh hơn, nhớ được lâu hơn. Và sau này khi các bạn cần dùng ấy, thì nó sẽ ùa về như một cái ký ức. Và như vậy thì các bạn sẽ không sợ bị quên từ vựng nữa. Và từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là hành động viết.
và viết ở trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ nói như sau. Write. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là đi lại, và hành động đi lại ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Walk. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là hành động xé. Ví dụ như chúng ta xé giấy, hoặc là chúng ta làm đang ngồi học thì cô giáo thông báo kiểm tra giữa giờ, thế là chúng ta phải xé cái giấy ở trong cái cuộn giấy ở cuộn tập viết của chúng ta ra để chúng ta làm bài kiểm tra. Và hành động xé ở trong tiếng Anh ấy, thì sẽ được nói như sau. Tear. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là đánh máy, và hành động đánh máy ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Type. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là hành động vẽ, hay còn gọi là vẽ vời đấy. Và hành động vẽ ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Draw. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là buộc, ví dụ là buộc dây giày đấy. Và hành động buộc ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Tie. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là rời khỏi, hay còn gọi là về đấy. Và hành động rời khỏi ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Leave. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là vào lớp. Ở bên nước ngoài ấy, thì khi chúng ta vào lớp thì chúng ta phải sắp xếp hàng và đứng chào cô giáo giống như hình ảnh minh họa ở trên ấy. Còn ở Việt Nam chúng ta thì chưa thực hiện cái điều này đúng không ạ? Và hành động vào lớp ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Enter. 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 Như vậy là các bạn vừa cùng mình làm quen với các cái động từ, các cái hành động thường sử dụng ở trong cái trường học, và hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn. Trong lúc các bạn xem video ấy, nếu các bạn thấy video của mình có ích thì các bạn có thể bấm nút like và chia sẻ video giúp mình, vì nó là hoàn toàn miễn phí và các bạn chỉ mất một vài giây để kích chuột mà thôi. Còn nếu như các bạn có vấn đề gì góp ý hoặc là thắc mắc về nội dung video thì các bạn vui lòng comment vào phần dưới video. Mình sẽ theo dõi thường xuyên, sẽ đọc comment của các bạn và giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách sớm nhất có thể, cũng như là tiếp thu ý kiến góp ý của các bạn để khắc phục vào các video tiếp theo, để làm sao đấy là những cái video sau của mình ngày càng tốt lên. Và mình hy vọng là các bạn hãy subscribe kênh YouTube của mình, đăng ký theo dõi kênh YouTube và nhấn vào hình chiếc chuông để nhận thông báo mỗi khi là mình up video mới lên. Như vậy thì các bạn sẽ được học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí. Và một lần nữa thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.